phía trước nhẹ làm mây trôi. Là MV này là về người thứ ba, nhưng mà hiện tại thì mọi người biết rằng là MV này là người thứ ba. MV kể của mọi người chắc đang hiểu lầm đấy, bởi vì đây là một bài hát đầu năm nên là nó thay cho bài xuân, nên là nên là bài hát của bài hạnh phúc thì nha, chứ không phải hạnh phúc là đây là về người thứ ba nha. Bây giờ đang là Tết cho nên là chỉ phải hướng tới những gì hạnh phúc nhất cho mọi người. Bài hát này hát cho mọi người trong này. Có một nhà báo đã hỏi đây có phải là một bản một MV, một bài hát mà có sự xuất hiện của người thứ ba và tìm thấy người thứ ba mới hạnh phúc hay không? Thì Hà hơi hết hồn, vì trong nếu không nhầm thì cái teaser nó chỉ có khoảng 3 giây mà sao mà đoán được một câu chuyện là quá hay luôn. Nhưng mà thực ra là sai hết, bởi vì đây là một món quà đầu năm thay cho một bài hát Tết, thì là một bài hát hạnh phúc mà Hà gửi tới mọi người. Phong cách nhạc, thứ nhất là đầu tiên là Hà hợp tác cùng Phạm Thanh Hà, thứ hai là bài hát này cũng là phong cách rất là lạ với Hà, chưa bao giờ, cũng ít khi hát những phong cách như thế này, là phong xanh, và Hà phải tưởng tượng mọi thứ như thật để diễn. Và đây cũng là một sự đầu tư đối với Hà, bởi vì rất là khó với Hà, Hà không tưởng tượng để diễn được thì MV này Hà phải làm điều đó. Hơn nữa là như Hà đã nói, được làm cùng với một ekip mà không chỉ có chuyên quay music video mà quay phim và quay quảng cáo, nên là họ mới có thể làm được những điều này cho MV này. Nhiều khi mà mình còn mới bắt đầu sự nghiệp thì mình hạnh phúc của mình là khi mà mình chinh phục được những cái giấc mơ mà mình mong muốn, mà những cái tham vọng mình có thể trở thành sự thật. Nhưng khi mà trưởng thành hơn, hay là ngay tại thời điểm bây giờ, thì mọi người có thể thấy là hạnh phúc của Hà là gì? Là đã dừng lại hết mọi thứ trong một khoảng thời gian để có thể dành thời gian cho gia đình của mình. Bởi vì mọi thứ đều có thể xảy ra và chúng ta sẽ không bao giờ biết trước được những cái điều đấy nó xảy ra vào lúc nào. Nên hạnh phúc là khi mà mình có được những cái tận hưởng trọn vẹn cùng với gia đình, những người thân yêu của mình. Và đặc biệt là fan của Hà lại hiểu được cái điều đấy cho Hà và thông cảm cho Hà và chờ đợi Hà để có những cái sự xuất hiện khác và cho Hà dành thời gian cho gia đình của mình. Đó chính là hạnh phúc của Hà. MV lần này là một sự đột phá trong về phần hình ảnh của chị Hà, bởi vì trước nay chị Hà chưa bao giờ trải nghiệm cái kỹ thuật dựng 3D như thế này cả. Và cái kỹ thuật dựng lần này đem đến một cái cảm giác hết sức là bay bổng và thần tiên cho cái MV của chị Hà. Từ hình ảnh cho đến cả cái giai điệu bài hát luôn, nó đều đem đến một cảm giác hết sức là bay bổng và nhẹ nhàng. Sau cái MV của chị Hà thì hạnh phúc là một điều hết sức đơn giản, và chính là gia đình, và đó chính là cái thông điệp mà chị Hà cũng muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Lần này thì bởi vì chị Hà là nghệ sĩ đầu tiên tung sản phẩm âm nhạc cho năm 2019 này, thì mình cũng nên hy vọng chút xíu. Hy vọng là MV lần này sẽ vượt cái ngưỡng an toàn mà bạn đã đề cập, hoặc là những cái MV trước giờ của chị Hà. Và hy vọng đây sẽ là một phát súng đầu tiên mở màn cho một năm 2019 thật sự hoành tráng và náo nhiệt của chị Hà. Luôn luôn cầu chúc cho những cái mong ước đấy của mọi người sẽ trở thành sự thật.